Bọn này phải rơi tầm 2 cân 3 cân 4 con này được. Mà luôn này mà. Bây giờ giá thành để tạo ra cân gà cái đà cái loại gà này bao nhiêu? Cả thuốc tất cả luôn đấy. Ba 38.000 đồng một cân gà. Cứ 90 ngày là bán hết đấy à? Bốn ba nghìn cân lên được, lên phát hết luôn đấy. Thế tính ra là một con, anh cứ tính là nếu mà xô đàn này nó rơi tầm khoảng 2 cân 2 đi đúng không, thì 1.000 con đó là 2 tấn 2. Lợi nhuận được khoảng bao nhiêu? Hai mươi triệu 1.000 gà. Nhưng mà đàn này nếu mà bán rơi vào tầm 90 ngày là giá bao nhiêu? 45 à? 45 chứ là bây giờ là được, cứ cho anh cứ cho là nuôi tốt là 38.000 đi đúng không? Được 7.000 một cân. Được 10, anh cho rơi tầm 16.000. Thế được khoảng 16 triệu. 16 đến 20 triệu. Tùy. Tùy em bán giá bao nhiêu. Chuồng này nuôi được lâu phết rồi nhỉ? Mấy năm rồi nhỉ? Trên xe anh có cân. Đàn này uống tốt không? Thiệt hại bao nhiêu con? Lườn đầy chứ. Này mà chú bảo 2 cân, xin lỗi. Em đang đánh bo tất đấy. Mà bo này phải rơi tầm 2 cân 3 cân 4. Con này được. Mà lườn này mà. Bọn này thuốc mất nhiều không? Cái này á? Ờ. Nó hết khẩu phải 7, 8 triệu ấy, 7 triệu ấy. Bây giờ em làm vaccine được làm nhiều. 7 triệu nghìn gà cũng bình thường. Bảy tám hay 87 ngày nhỉ? 78 ngày. 78 ngày nhỉ? To cân dã man, 2 cân 3 là 2 cân 35 đúng không? 2 cân 3 78 ngày là 2 cân 3 được đầy nhỉ? Con nào lườn như nhau nhỉ? Con này không cân được, con này nó kém, chắc được 2 cân là cùng, cân 9 hay cân là cùng? Cân 7. Cân 7. Đấy, con đấy con trung bình ạ. Bao nhiêu? 2 cân 1. 2 cân 1. Nếu như con này là đều đều. Thế đàn này chắc phải xô khoảng 2 cân 1 thật.
Nó bọn trong chuồng này mới nặng cân này. Mày trả giá 4 năm tao bán ngay. 4 năm nó nhạt không? Đấy, không, người thầy cứ phải rẻ bổ. Từ từ lúc nào gà tao bệnh. Được cái thằng ấy tao ú. Dễ nhạt. Gà chết ném rồi. Có cho ăn ở ngoài không? Không, có ăn có chứ. Má mà nắng dám cho là mưa rồi. Đấy, các anh nhìn đây này. Nó bảo vì sao gà nó không muốn bắt xô nữa. Đây, đây. Sao? Bé cân đây. Cửa này. Không, bởi vì là chia sẻ với em là nếu mà em nuôi ít mái ấy, con gà trống này nó đạp. Lừa nó cũng có phết đây này. Ờ, lườn được nhỉ, con gà mái lườn được nhỉ. Lườn không nó cũng ấy mà. Cần bao nhiêu? Con này được 2 cân không? Chắc là cần 8. Nhưng cân 8 thì bây giờ anh bảo nếu mà nuôi ấy thì đến lúc mình bán vào 3 tháng thì chắc nó cũng phải xô cân 9, 2 cân. Ừ. Má. Nhưng mà nếu mà có mái thì bán dễ hơn chứ. Vâng. Đúng không? Có mái thì bán dễ hơn nhưng mà bán dễ. Con này lúc em bắt nguyên trống có 8 nghìn. Ừ. Những cái dòng gà lai này thì thường thường là lườn ức rất là đầy. Mà nó nhanh này lườn nó không như dòng dài ngày. Không như dòng dài ngày đâu. Dễ nuôi.